Xin chào quý anh chị của chúng quay trở lại kênh của Viết Phú. Rất lâu rồi em hơi bận một chút nên là không có đi quay video đăng lên kênh của viện chị của chú theo dõi thường xuyên được. Thì em cũng rất là mong anh chị của chú vẫn luôn ủng hộ kênh của em. Tuy là thời gian này em hơi bận một chút. Sắp tới cuối tháng 6 này thì em có dịp về Việt Nam. Cả gia đình về luôn nên là thời gian này em cũng đang là hơi gấp rập một chút. Công việc chuyện nhà các thứ hơi bận. Thì nay thì em ra quán để quay mấy cái xe đạp cho anh khách có nhờ em đi quay. Vì hôm trước em đi vội em ghé qua mua đồ thì em thấy đây có một xe carbon nó rất là nhẹ. Hôm nay rất tiếc tiếc thì quay lại thì ai đã mua mất rồi. Con đấy thì chắc là người ta mua rất là nhanh. Đây thì bây giờ còn có mấy con của Shimano. Trên kia cũng có vành Shimano, bánh Shimano. Thì giá thì ở quán ấy thì cũng mình đắt hơn một chút so với ví dụ mua của bãi ấy. So với một số bãi thì còn những xe đẹp thì cũng đắt. Những xe nó không không đẹp thì về phải mông mã lại thì nó rẻ hơn nhiều. Ví dụ các con ở đây thì nó 27.500 yên sau thuế thì nó tầm 5 triệu rưỡi gì đó rồi, hơn 5 triệu rưỡi. Còn xe như này, xe này thì nó cũng khá là nặng này quý vị, nó tầm con này riêng con này thì nó nhẹ này. Con này lại cũng là khung hợp kim carbon rất là nhẹ, under license C, nó là của hãng sản xuất này này, Citroen này, này. Citroen này. Còn cái một số cái linh kiện của Shimano cũng như là Techo. Thì cái con Zeus bên kia, cái nó có một cái xe và cái khung, cái xe đua này thì nó có cái khung để mà dựng đứng nó xuống để gá lên đó. Cái khung của nó đã hơn 1 triệu rồi, mà cái xe thì 6 triệu mấy đó, 6 triệu chưa thuế, thuế vào tầm 7 triệu, gần 7 triệu kia. Cái con đấy cộng với hơn 1 triệu, 1 triệu 1 thì nó cái khung nữa, còn tầm tầm 8 triệu đó. Đấy, con này khung cong này sẽ đua, còn mấy con này thì kiểu dạng thể thao khung thẳng. Con này Volkswagen này, Volkswagen sản xuất ô tô xe đạp luôn. Đấy, con này chắc là cũng nặng. Ôi là nặng lắm. Con này thì khung nhẹ, khung nhẹ lắm. Đây nhé, nó sẽ sau kia thì cái phần nhông xích các thứ thì nó nặng hơn, còn cái khung không 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 nhẹ lắm. Cái con hàng con này cũng nhẹ, mà cái loại này thì nó mấy cái phần từ khúc khúc sau nhông xích nó nặng. Các con này thì khung đa số của Shimano. Còn đây là cái xe gì đây, Panasonic trợ lực. Con này thì rất là mới. Không có ghi sản xuất năm nào, nhưng mà cái dòng này thì rất là ok. Em cũng đang đi con Panasonic, tuy nhiên là cái con của em thì cái pin nó lâu rồi, nó kém hơn, nhưng chỉ khoảng tầm 20 mấy cây thôi, 25 cây gì đó thì là phải sạc rồi. Đấy, thì nhưng dòng này thì cái pin mới thì nó sẽ rất ok, nó chạy được tầm 40 cây ấy, 40 cây là bình thường. Con này thì giá nó đắt. Nhà con này thì 17 triệu chưa chưa thuế chưa 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 cước rồi. Mà chạy bên này nhé. Đấy thì nó mấy con vậy. Ghế trẻ em này chắc là trước đi kèm với cái kia bán riêng 550.000. Bên này thì có ghế mới được chở trẻ em chứ không được như được nhóm mình là cứ cho lên ngồi lên cái baga là chở thôi. Bên này sẽ là vi phạm pháp luật. Được quy định là phải có cái ghế dành riêng cho trẻ em thì mới được chở. Thì em cũng đã thi cái bằng lái xe rồi, thì mai mốt về Việt Nam xong qua thì em cũng kiếm một con ô tô để em đi chạy chợ đồ cho quý vị cho dễ. Thì lúc đấy em sẽ review cái diện review ô tô cũ luôn cho quý vị cùng cùng xem. Thì giờ kia có một con nữa nó để ngoài đường em đang quay luôn quý vị coi con đấy chứ ai mới bán nó chưa được. Đưa lên đây.
Đây là thì dụng cái dụng cụ đánh golf. Dạ. Đấy. Một cái là bộ 5 triệu à, cái con mấy là cũ gẻ này thì nó cũng 1 triệu cái. Sút thôi. SEO. Giá nó ghi đây. 800 à 8 800 nghìn chưa thuế này, 1 triệu chưa thuế này. Đấy, nó cũng khá là đắt, nó cũng không có rẻ đâu. Đấy, sự ông tay con kia quý vị cùng coi. Rất tiếc là trên này thì con xe carbon lại thì ai mua mất rồi. Đấy quý vị, đây con ta để ngoài này. Con này thì giá là hơn 3 triệu, 1 triệu 2 gì đó. Đấy, linh kiện này là Shimano. Đấy, con này thì không là của gì đây. Thế... Pit. Con này đây xem nào. Nó cũng nhẹ tương đương với con trên kia. Nói chung là con này thì nó cũng tầm rơi tầm 10 cân 13 cân à, không đến con này chắc là không đến con này chứ tầm 8 cân gì đó. Nó rất là đẹp à, con này chạy thì rất là ok luôn à, các cái khung của hầu như chưa bị xước sát gì mấy, cái chắn bùn nó tự chắn nước chưa thấy chưa gì, xích nhông vẫn còn vàng luôn, vẫn còn ngon luôn. Xích gần như mới luôn quý vị, rất đẹp. Con này cái là nó mua thì ok nhưng mà cái khoản ngán là khoản tháo lốp đóng kiện hàng nó rất lằng nhằng, thì em sẽ về bảo lại với anh khóa anh quen của em để con xe này. Rồi thì em sẽ lên mạng em đặt một con tầm như vậy thì người ta sẽ nhu cầu của anh thì hàng nó ngon hơn, cao hơn. Tuy nhiên thì đối với những học thông thì con như này cho con này tầm 3 triệu 2 nó ship cho mình đến đến kho nó tầm cước của dòng này ship hơi cao vì nó to cồng kềnh, sợ tầm cho tầm 4 triệu đến kho cước vận chuyển con này về, nếu đi đi e thì nó tầm hơn 2 triệu đó, tầm 6 7 triệu quá ok luôn, quá ok luôn. Thì 1 triệu thì nếu mà hàng ngon hơn chút tầm 10 triệu thì cho là ok. Đấy thì em xin, chào quý vị anh chị cô chú, hẹn gặp lại em yêu lần sau. Đây là con xe của em, xe trợ lực của em.